Ta bé đồ nè thưa ông bây giờ vậy ta sân đan là chất ra bà nè hai đào vây có ông đê là thay đào thân này chiêm không mang đào thân này rưa rai đó mà ha sen hua chân mà đai bằng cao chạp con sợi có luôn anh ao vào đây cho ngồi rùm lộp tạm chân sơ va cung trên mặt vơ mô can nê tì bò mến chiếc nâng on tà rạ chiếc thamay thamay bì channel YouTube gà nhu. Vì cứ chỉ rửa ra mùi đài bằng cu ở chứa nâng hua chất chỉ buồn phê đài sạch trây chứa mà này mà nế. Bạn chạp con sạch bằng ca đài bạc luôn ai vào đây cho ngờ rùm lộp. Bạn chỉ chả ra ơn sập đống. Bạn tưởng bạn viên thuở bạp niên chỉ câu nâng thêm tiệt phòng. Cả rằng này ní bạn cạt là ơn cà bì thường ngày tiệt bấy khai cả nhà cho năm bì bọn mà phải mùi. Nơi châm nói phùm bà rạch ở đó cá. Khung bà rạch ở đó cá sọc cả đá sân thay cảnh đàn. Nhi bà dông tam ca ai đăng phí lô vỡ ra sân này tô xâm cầm xuân. À thì ca rôm sọc cả đá sân bàn bà chia ai đăng nợ phê môn ni thà. Chôn răng cửa miền chứ mô tham mơ so mơ phê sân này. À dụ đọc phí cho nắm. Miền tì lùm nơi phùm bệnh xâm ra ông tì phí sân cắt tạc khám mai cơ rong tạc khám mai khát cản đá. Bà chia sợ. Châm nay chôn xong xay chăng phí nè. Tì mùi miền chứ mô tha muôn chàn. Bà mùa hai cái rai tạc. Phết bảo ảnh dụ sai sắp rạm phí chân nằm. Miền tì lùm nơi phùm bệ cho ra ca khung bệ cho ra ca sọc cản đá sân khát cản đá chia cả sẽ có. Rớ bà chia ở bộ chồng. Nâng chú mua chiên bà hút. Phết sẻ ảnh dụ hà sập chân nằm. Bà miền này tha sập trầy. Bà đã chìa mặt đài nâng. Bà dụ bóng ở chồng nè. Bà đây là bạc luôn. Bà đây cái nào nâng nè. Bây chân nằm. Miền tì lùm nơi nơi phùm bệ cho ra ca khung bệ cho ra ca sọc cản đá sân khát cản đá múc rộp bó nơi mình bất bạc cọt. Chia mặt này bằng ca rộp bó khám anh sợi rộng cửa. Bà, ta rơi bàn quạt thuần hào. Lục xâm cầm xuân. Bàn bàn to ở đăng bàn thaym thiết tha dông tam ca rịp rộp rộp bó chôn rộng cửa. Đài mình chăm thăng ngay. Mình nơi khăn nóng ẩm lông khai mình nia cho năm vi bọn mà phây cho mua tha chiên hồn. Tớ chỉ mà đai bằng cao đã bà chôn rộng cửa bàn cho cháu bà đấy. Rồi bà luôn tớ miên bà đấy thơm mây mùi tiết cho mùa tham muôn chàn. Hai tạ chỉ chôn sáng sáy. Rồi nơi phùm khôm cao đã hai kháng lư. Luôn một đoàn thằng ngày thì mà phê bà rằm mùi khai cả đá cho năm phí bón. Mà phê mùi vì liêm áo bà rằm bây nâng sôn sôn nền tí. Mà đai bằng cao đã bà chôn rộng cửa bàn một đoàn. Bạp tẻ. Ở bước bằng cao đã bà chôn rộng cửa hai bàn xong chụp chôn rộng cửa mùi thằng ngày. Bà lần nụ, ở bốc ra bà chôn răng cửa bàn ảnh ngát, ai mà đai chôn răng cửa, nơi chìa mùi, nâng chôn răng cửa mùi dục. Lúc xài lãng, huy liên mạc đọc ra mùi nâng xàm sập nền tí. Bà lần ở bốc ra bà chôn răng cửa tư chùm cả bát xàm tay mà đai bằng cao đà ra bà chôn răng cửa nâng, bàn giọt chôn răng cửa tự bàn. Hai bà lần ở bốc chôn răng cửa nâng trở lọc mơ phi chùm cả vinh. Mình khuyên con xây ra bạc luôn, có tam tử rớt đo sốc còn đá sân tay bằng khơi co trở lòng bọc tè vinh. Luôn đó thì ngay thì mùi khai cả nhà cho năm. Và à, bì bọn mà phải mùi về liêm bàm rạm bay nâng sôn sôn để tì bật. Mà đai bằng cao đó là bà chôn răng cửa. Bà nôm chôn răng cửa nâng trở lòng tè vinh. Hào bán sông rùm rùa chìa mùi bọc đầy đàm vinh. Tại ở bốc chôn răng cửa mình bàm ao nâng nụ tì. Tại mà đai chôn răng cửa nâng mình bàm chanh. Có đê xa nạ nơi tè chìa mùi chôn răng cửa. Bà bình mùi dục tiền. Rồi hốt sạch là anh phê lợi phục chôn răng cửa tự bèm bằng lại bắt. Mà đai bằng cách chôn răng cửa bàn lùi. Bàn lùi chùm nuôn pram rồi đà lá rốt kích luôn bàn. Đó là bàn chăng là bàn kì. Mình dồ vô nhất là nè. Bà. Bồn chăng chăng ấy vấn. Nè bà rè mà nè. Bà. Phê lùi chôn răng cửa nước bàn thì gây pram ở phục bằng cách. Rồi bạc luôn tha phê lùi chôn răng cửa. Mọc ruộng nơi chìa mùi mặt đai. Rồi bạc luôn nâng ở phục chóng nơi phung không cạt hết. Mà đai bàn viên thơ bạp ở rõ thang ngay. Chẳng này ở bốc chóng nâng cả bàn viên thơ bạp ở rõ thang ngay. Thêm tiếng chạp rộng lộp niêng xa mà rách. Nâng chạp bạch sợ đón niêng khlang khlang nâng buôn đòn. Đó có à cháu có bật có. Ảt ra cổ. Cứ lơ tì mùi. Nâng bê giúp. Nâng lơ tia rộng bò chôn xong xay tay bàn bàn xa mà rách. Lơ tì pi. Nâng tì bay nâng tì buôn. Nâng lơ tia đỏ đai bàn xa mà rách. Đói mà đai bằng cao đỏ rộng lưu nâng chỉ nẹ rung cùng đất. Chúi chắp chân bà chôn rộng cửa tiền xong khang.
bà đạp bay ở chôn sao say nâng ở rộng lốp mà đong à chôn sao say chẳng phí nhẹ nâng tay anh tài vi thơ báp nâng cầm riêng chôn ở rộng cua mình ai prap từ nó nà nụ tì ao bột thù ơi mà đai bằng cao chui chập nè chương con kịch thế ở kia rộng lốp lục bria nè nè mình ơi nè mình bè đồ nè mình phơ bị ai nè mình nè bà nè bre mất bà nè mình nè mình chúng tha chiên hốt nhé ai còn mà lăng ôi bà rồi tập thô thế mong bốn bà bây giờ hai clang pig nè chắp cả thơ chương nè ao kê đồng lộ con luôn ai nơi được nét nhé bà con nè bằng cao pi nè mình to nè mình nơi nơi phơ bán nè mình nói bà trong ở bịa đi dây ra mà đó bà bê lư đội ni ở bậc bằng cao đã ra bao chôn rong kêu bàn thằng đại bịa bật đăng nơi po nơi co ba ra tập ba sừng cắt tập khmer ha cầm lang po nơi co ba ra tập ba sừng cắt tập khmer ban nai nom ao thằng đại bịa bật đăng nơi po nơi co ba ra tập ba khung prai chật ca cầu cho tu ban bịa bật đăng ni cầm lang phai pro mà toàn sọc cả nát tưng sa hạ ca chìm muôn cầm lang po nơi co ba ra tập ba khung prai chật ca ban cho sai chiếu nâng quạt luôn chôn sang sai chẳng pi anh nhẹ hàng lơ bằng chun tới căn ạt thì cả than là cô ba sọc cả nát tưng làm bay co sang sầm nôm rương làm bay chặt ca tam đi tệ vị thi phật cho bạn ôi bà xả hào ra bà nà bề mà nà bà xả hào nà mở một cái hào ấy bao phôn bạch bật một đi và mình nưng chẳng là ray khô khơi là thằng này ô bà lùi lùi vào đây hả giờ con đã kêu rụng lô mà cho anh tiết vào đây trong cái nhà rụng lô mình bán chặt bà mà đai nó thì chặt cả thế chặt chương câu nó cả thế nè ao kia rụng lô bà nhom đai khơi như lơ lơ lô đi bà khơi chặt mũi nó bà ôi bà mà đai bằng cao đục bè bà mà đai bằng cao nè khô khơi nè bọn bố nói bà sao mày đi xây của miền này bà đã thả năng hỏi bọn bố bà ọc biện dây không tôn bằng cao phong và bà năng cho tầm rôm nè đó tí mà đang quạt hiên vơ đó bà nè nè bằng cao chân vì quạt tới chiêm thằng trai cho lòng tờ lê hô chiêm thằng trai bà bao đó quạt tiết bà quạt đang hiên nè chạp con xây luôn ai bằng cao áo bà đây luôn ai bà đây trong luôn ai đồng lốp bà cho tầm rôm nè đó tí nè sạch quạt nữa sạch quạt thằng đông nè bà mình bà sạch quạt thằng đông bà nát tạc mê sợi bà không tục chất bà an thà mà đai bằng cáo đó bà tơ mà đai bà đè rồi thay thà đi bà phôn bà đại khơi chê bà phôn á bà xe chai đồng lệch phong hay xin khâm tha cùng dọc đồng rạp ta mày sao bà một cô ni bà mà đang bà vì chê cùng rút đô mà ha sai nạc cọc hốt lệch lưu lụ viện tôn tư đang an thà bát bà miên cầm miên tay bà bà đang đáy thì trong cáo ấy bà xôm chụp riệp liền.